Như vậy các thủ tục rất là dễ, chỉ có mỗi ra chỗ trạm đăng kiểm cầm theo một chứng minh thư là các bạn có thể hoàn toàn được nhân viên tư vấn lắp đặt một cách nhanh chóng, rất nhanh gọn, và sau khi đó là lắp trên góc kính lái thôi, chắc là mất 10 phút là xong hết. 3 phút ạ. Nếu mà rất tư vấn nhanh. Rồi phải... nhưng mà em anh hỏi một tí, thế cái này nó có... cái này nó chỉ là chip không pin biết gì đúng không? Đúng rồi. Ok rồi. Ví dụ như là mỗi lần muốn đi mà anh muốn check cái tài khoản của anh là còn bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì nó có ứng dụng. Nó có ứng dụng như kiểu banking ấy. Ok. Hoặc là anh lên website. Website. Rồi. Thế là tra được hết tất cả là còn bao nhiêu tiền, hết bao nhiêu tiền. Ok. Đi chuyến nào lượt nào, đưa ra sao là có hết anh nhá. Ok rồi. Ông em có cái cục gì ấy hay đấy. Cái cục này giống cái cục của trạm thu phí, cục thiết bị của trạm thu phí. À. Trạm thu phí nó cái cục y hệt như này, thì nó to lắm, nó mặt trên cao. Nó có nó sóng xuống thì cái sóng này. Thế sao mày không để đặt lên góc này cho nó gọn xe không? Không, cái là quy định bắt buộc của bộ giao thông. Anh đọc em số điện thoại di động anh ạ. 0972 0972 366 366 858. Đây. Ok. Thì em ta đeo vậy đó. Rồi. Xong rồi. Thank you em. Anh có số điện thoại di động của em rồi đúng không? Gửi cho em đúng không? Anh thì có gì anh lô cho em nhá. Được rồi. Em sẽ hướng thêm cho anh. Nhưng mà chắc chẳng có gì hướng dẫn đâu nhỉ, chỉ nộp tiền mà chạy thôi gì đâu. Đúng rồi đấy. Như là cái thằng cao tốc Hà Nội Hải Phòng nó có tháng 12. Tháng 12 có gì? Anh chạy đường đấy nhiều lắm. Cho nên là cao tốc Hải Phòng tháng 12 đường 5 cũ tháng 12. Đấy, còn tất cả trạm thu phí trên quốc hầu như có hết rồi. Hai Nam Định Thanh Hóa. Hoặc tuyến quốc lộ 1 và các tỉnh Tây Nguyên Nam Bộ là gần như có hết. Anh thấy có rồi, nhưng mà anh đi hay chạy cao tốc ấy. Đấy ok. Thì có gì thắc mắc nan lô xem. Dạ nhất trí. Thôi cảm ơn em. Vâng, anh về nhá. Các bạn ạ, cực kỳ nhanh gọn, thủ tục lẹ mau, ok, và chúng tôi đã lắp xong rồi cái thẻ này, các bạn có thể nhìn thấy. Wow, rất là nhanh. Xin chân ra biển xanh.net xin chào và hẹn các bạn trong những chuyên mục sau. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu xe này của tôi bắt đầu lắp hệ thống thu phí tự động. Hình thức rất là đơn giản, bạn cứ đến các trung tâm đăng kiểm và họ đến đây họ tư vấn trực tiếp, trong đó là phí lắp đặt đang miễn phí lắp đặt. Còn hình thức nạp tiền có 3 hình thức, như lúc nãy các bạn đã xem là một bên chỗ công ty trách nhiệm hữu hạn họ đã tư vấn phí nạp tiền trừ mặt trực tiếp này, nếu bạn hết tiền hoặc gần hết tiền thì tại các phí thụ động họ cũng giải quyết luôn này. Còn hình thức thứ hai là Internet Banking miễn phí này. Và thứ ba tức là các bạn có thể nạp tiền bằng các cái thẻ ATM hay là ví điện tử Momo. Nhưng mà có lẽ hình thức thuận tiện lợi nhất là bây giờ chính là Internet Banking thôi. Nói chung là rất là đơn giản và gọn nhẹ. Và khi mà đi trên đường ấy, ví dụ như là mình cũng không biết là ví của mình trong cái tài khoản của mình còn bao nhiêu, thì khi đến trạm thu phí nó cũng sẽ báo cho mình hoặc nó dừng cho mình đèn đỏ không cho mình đi nữa, thì các bạn sẽ được nhân viên bên cạnh hỗ trợ luôn hoặc là Internet Banking luôn ngay sau đấy. Mình cũng không phải mất quá nhiều thời gian về việc này. Đây là một cái hình thức rất là hay và giúp cho tiết kiệm thời gian. Và những làn thu phí tự động thì bao giờ cũng được kẻ vạch màu xanh trên hình, như các bạn thấy là nó kẻ